Em xin kính chào quý khán giả. Em chào chị Quyền Linh và anh Thích. Dạ em xin lỗi, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Không sao, chị Quyền Linh chào em và chào anh Cát Tường. Dạ, em tên là Thanh Phương. Hiện tại là em đang làm kế toán công nợ tại một công ty bán vé máy bay ở Sài Gòn. Em sinh ra ở tại Bình Dương. Em chuyển lên Sài Gòn được mười mấy năm rồi. À, hiện giờ là mình ở nhà ở đây luôn rồi. Dạ, dạ. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng bạn kế bên kia và quý vị khán giả có mặt tại trường quay này. Lời chúc sức khỏe. Em tên là Hồ Tính Thành. Năm nay em 31 tuổi anh. Làm nghề gì? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng anh. Bên kiểm soát nội bộ anh. Rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? À, đến thời điểm này thì được 2 mối tình. Được. Thời điểm này thôi đó hả? Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Được 1 năm. Dạ. Rồi, cũng chưa có dài lắm đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Em có trải qua 4 mối tình. Hai mối tình có thể là gọi cốt ghi tâm. Thì mối tình gần nhất là mới chia tay được 2 năm. Là khắc cốt đó hả? Dạ, khắc cốt đó. Khắc cốt mà sao bô nó đi vậy? Dạ, tại vì anh ấy không trung thủy. À, không có ghi tâm, khắc cốt. Có nghĩa mình khắc mà anh không có khắc. Dạ, đúng rồi. À, các bạn thì cũng đã trải qua nhiều mối tình, một người 2, một người 4 rồi. Cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Quan trọng là ta rút kinh nghiệm sau những cái mối tình đổ vỡ đó để chúng ta hoàn thiện hơn mối tình ngày hôm nay nha. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là thứ nhất là nấu ăn rất là giỏi. Có nhiều các món nướng, món xào, các món lẩu. Nói gì đó hả? Tại vì đa năng mà anh. Với hai nữa, đặc biệt là có khiếu với người già nít. Thay tạ cho em bé cần còn giữ nữa. Rất là giỏi. Dưỡng nít giỏi, dạ. Thay thả giỏi. À, không biết hút thuốc. Quá tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của thêm thì nó nhiều. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Nhưng mà bạn như thế này được rồi, rất man được rồi. Tôi đâu xấu quắc đây, tôi còn chỉ cần man, chăm sóc bạn gái tốt, yêu thương, chiều chuộng là phụ nữ như vậy là đúng. Chịu rồi. Rồi, mời bạn nữ, bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Gia đình của em thuộc người Bắc. Cho nên là em có thể nấu ăn được, quét dọn nhà cửa là chuyện bình thường. Rồi. Dạ, nhược điểm của em là hay nóng tính. Dạ, bên nó nhiều, bên nóng tính cũng mệt. Dạ, nóng nhưng mà em không có giận lâu. Em ví dụ những chuyện gì không quan trọng thì em không bao giờ giận lâu được. À, mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, cao 1m7. À, biết quan tâm chăm sóc cho em. À, biết nấu ăn càng tốt. Biết nấu ăn rồi đó. Dạ, thì đẹp trai là môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt hai mí. Thích vậy luôn á hả? Dạ, em thích rõ ràng vậy luôn á chị. À, ba mắt mũi miệng cái nào cũng đẹp nhưng mà gộp lại nguyên gương mặt không đẹp được không? Cái đó xem xét lại được chị. Nhưng bây giờ người ta không được đẹp lắm nhưng mà người ta chăm sóc em tốt, yêu thương em hết lòng, công việc ổn định thì em có cho người ta cơ hội không? Dạ có, nếu như vậy thì em có, tại vì những mối tình của em thì không có hay chăm sóc quan tâm em như này nè. Đó, dạ. Mình cần cái đó không? Dạ. Quan trọng là tính cách thôi. Đó. Đúng không em trai? Đúng rồi anh. Mẫu người bạn gái mà bạn cần tìm là như thế nào? Nói chung là cái tiêu chí của em là bạn nữ thì cao 1m50 trở lên. Biết chịu khó công việc, biết được quan tâm lo lắng gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người mình thương. Cũng đơn giản ha. Dạ. Em không thích phụ nữ ở chỗ nào? Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Ở dơ, phụ nữ làm dữ dơ. Kiểu mà phụ nữ mà làm công việc mình về, sau đó họ cứ quăng đồ đạc tùm lum hết, họ không biết bê dọn dẹp á. Bê bối chứ không phải ở dơ. Bê bồn bê bối thôi chứ không ở dơ. Là 2-3 ngày tao không tắm tao lại đi làm vậy y nguyên vậy thì mới ở dơ. Dạ. À, bạn gái mình có cái điểm gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, nhậu cũng được nhưng mà đừng có lầy. Rồi không hút thuốc, không gia trưởng, không nên quá nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ, nhiều khi nghe lời mẹ nhiều quá mà không nghe lời vợ cũng. Trời bây ơi. Giờ lời ai đúng phải nghe chứ giờ. Dạ đúng rồi, mà đúng rồi, thì dạ. Phải nghe thôi. Dạ. Hello chị Cát Tường. Chào em. Ông ai nhìn chị dễ thương quá à. Cảm ơn em. Em có nghe lời mẹ không? Có chứ chị, cha mẹ mình lúc nào cũng có nghĩ đến vấn đề đó. Còn cái đó là gia trưởng thì em không có rồi đó. Đúng rồi, em có nghe lời vợ không? Vợ thì tất nhiên phải nghe rồi, mình phải tôn trọng vợ chứ chị. Ví dụ bây giờ sự việc đó em thấy là có vẻ vợ em hợp lý hơn thì em có dám đứng ra để mà khuyên mẹ là nên cho con chiều theo ý vợ con? Sẽ dùng hoàn cảnh chị. Bạn trai nói đúng đó, coi hoàn cảnh thế nào lúc đó sao. Mẹ đang nóng quá thì cũng phải lãng lãng bỏ đi chứ. Đợi hoàn cảnh nào thích hợp mình giải thích, đúng rồi. Thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái mà muốn có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tự giống chị Cát Tường càng tốt. Đặc biệt là lúng ra đồng tiền, thích nhất là điều đó. Dẻo miệng quá ha.
Bạn cao mét mấy? Em mét 65 hả chị? Bên đây muốn mét 7. Chết rồi, hết đủ tiêu chí. Mang dài 5 phân. Hết đủ tiêu chí chị ơi. Thôi được mà, có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người phụ nữ không? Đừng nói nhiều quá, tại em còn hơi nói nhiều. Em nói nhiều em cho người ta nói. À, phải, có người nói là cạn nghe chữ. Coi như là em nói người ta phải nghe. À, phải, là hạn chế hai bên cân bằng nhau là được rồi. Ví dụ người phụ nữ hiện đại nhuộm tóc giống như chị vậy nè, hay là xăm mình rồi, thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này, cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi, mày đi xăm đi cho nó khỏe. Thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi, còn khuyến khích con cái nữa. Thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tố kỵ cái chuyện đó. Vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa xưa vậy, truyền thống vậy. Không hiểu Tức là mình không có quan trọng vấn đề xăm mình. Sao cũng được, miễn người tốt là được rồi, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, đó là như vậy. Để anh qua coi đàn gái thế nào mà Cát Tường ở đây hỏi đàn trai dữ vậy. Trời ơi, thì xăm có nguyên con đại bàng chứ nhiêu. Dạ, anh chào anh. Anh bên kia thì không có đủ thước tất mà em thước 7. Dạ. Em có hụt hẳn không? Dạ hơi hơi chút xíu. Hơi chút xíu. Ở đây có vẻ cao to. Cao đấy. Ảnh thì nói có hình xăm không sao chứ. Dạ. Em có xăm không? Dạ có anh. Đâu? Dạ đây. À. Chữ mom. Chữ mom là mẹ. Dạ. Rất được, nhưng mà lý do tại sao em không thích ảnh nghe lời mẹ? Dạ không, nghe lời mẹ những điều đúng. Còn những điều ví dụ như là nhiều khi có bất đồng ý kiến hay gì, nếu như mà em đưa ra ý kiến cảm thấy đúng thì ảnh cũng nên nghe. Nhưng mà nghe nhưng mà cũng tùy hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, tùy hoàn cảnh. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái văn hóa truyền thống người Việt rồi. Em không thể nào mà cãi lời cho người lớn đúng được. Rồi. Dạ. Có đôi khi thôi kệ, lúc này nhường chút xíu đi. Dạ, cái qua thời điểm đó, bắt đầu mình từ từ thuyết phục cho mẹ lắng nghe được á. Cha mẹ là em thương con á thôi, chỉ muốn con tốt đúng thôi. Đúng rồi. Anh thấy anh được chững chạc nói năng cũng cũng biết cách, cũng hợp lý ha. Rồi thôi hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi. Bây giờ hỏi cái người thân đã. Được. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả đang xem đài. Chị thấy bạn trai bên này á, thì về ngoại hình á thì nhìn cũng được. Được sao chữ được yếu quá chị. Hơi nhỏ. Những nét trên gương mặt á thì tương đối thôi. Chị thấy là bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà hồi nãy không biết là bạn trai không có thấy giới thiệu là quê gốc, quê quán ở đâu, rồi nhà cửa như thế nào, ở đâu. Dạ, em ở Đồng Nai chị. Quê gốc ở đâu ạ? Gốc ở Đồng Nai luôn chị. Ở Đồng Nai luôn. Dạ, hiện tại em đang làm ở Bình Thạnh chị. Em thuê nhà ở quận Bình Tân đó chị, năm 97 ở đến giờ. Vậy là có nhà ở Bình Tân. Thuê nhà chị. Nếu như mà được thì em cứ cho hai người có cơ hội để tìm hiểu. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh đồng nghiệp em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Bạn gái bên này cũng được. Em thấy cũng hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nhé. Nào, kéo màn lên. Xem cảm xúc của mình như thế nào nha. Anh xin gửi bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Ôi. Cảm ơn. Cảm ơn sự cảm ơn. Thấy anh sao? Người nhỏ dạ, con. Dạ, hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Dạ, anh công việc cụ thể của anh là gì vậy? Công việc của anh là kiểm soát nội bộ, tức là kiểm soát những con số đó em. Thí dụ công ty là hôm nay là công ty có công trình là 10 tỷ. Dạ. Anh phải kiểm tra số liệu 10 tỷ đó nó đi đâu, kiểm tra nó như thế nào. Và trong cái thời gian đó mình cũng kiểm soát con người nữa. Dạ. Về tác phong nhân viên làm việc. Vậy lương tháng của anh ổn định không anh? Đúng rồi, lương phòng thì ok. Dạ, anh làm công việc này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm nếu mà giờ cống hiến thì cũng được gần 6 năm rồi. 6 năm, anh nói anh thuê nhà ở Bình Tân. Đúng rồi, thuê nhà đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà thiếu có nghĩa là anh làm ở Bình Thạnh là ở đâu rồi? Ngay dưới chân cầu Sài Gòn nè, Ung Văn Khiêm á. Em cũng ở Bình Thạnh. Ở khúc nào? Khúc gần bến xe miền Đông à, chỗ anh qua chưa được 15 phút à. Bạn trai có hướng lập nghiệp như thế nào không? Em thì nếu mà lấy vợ thì chắc em chuyển qua kinh doanh buôn bán á chị. Ý em nói bạn gái để bạn gái có thể là cảm nhận được cái trong tương lai đó mình vững vàng như thế nào thôi. Bởi vì đến bây giờ mình vẫn còn ở phòng trọ thì cứ lo lắng điều đó, đúng không em gái? Dạ. Em có dự định sắp tới khoảng bao lâu nữa thì em có thể mua được một mảnh đất hay gì đó không? Ở thành phố thì em chưa chắc, các tỉnh lân cận thì Bình Dương thì mua được.
Nhà anh có bao nhiêu người vậy? Nhà anh có 6 anh em lận. Anh thứ mấy nha? Anh là người thứ 3. Em thấy người đối diện thế nào? Cảm xúc bây giờ em ra sao? Em có thích hay không? Xinh, đáng yêu. Nói chuyện dễ nghe nữa. Anh có ghét con gái xăm mình không? Không, càng khoái này hơn. Nói chung là càng khoái. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhỏ đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay anh đến đây thì chắc chắn anh sẽ dành hết cho em. Đúng rồi, hết thời gian. Hiện tại cảm xúc của mình như thế nào? Và quyết định, suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Một chàng trai cũng rất bản lĩnh trong giao tiếp, cũng nhanh nhạy, cũng có thể làm chỗ dựa cho bà xã tương lai rồi. Nắm tay nhau đi hai em. Xin phép nha chị. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc. Đây là những cái vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Cảm ơn chị. Rồi, hãy đưa cô ấy xem phim và tìm hiểu nha. Hồng Vân và Quỳ Linh kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình kết nối biết bao nhiêu trái tim đang đi tìm một nửa mảnh ghép của họ. Hy vọng ngày hôm nay Hồng Vân và Quỳ Linh sẽ cùng kết nối được hai cặp đôi, mong rằng hạnh phúc sẽ đến với họ. Chương trình cũng chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép, đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Thì ở một đại loại trước thì được 5 thì thôi nay là 3 mấy năm rồi. Không nói đến vợ sau thì ở được 2 mấy năm thì bà ấy mất. Em ly hôn năm 2016, còn em có một bé gái 32 tuổi, bé đã có gia đình 7 năm. Em mời anh cái vé đi xem kịch, hai anh chị đi xem kịch kịch kinh dị đi, đặng cho bà sợ, cái bà hết hồn, cái bà ôm anh. Trời, được quá những người ôm thôi à. Được anh che chở bảo bọc, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Xin mời nhà gái. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai. Xin chào ạ. Rồi, xin mời nhà gái mình giới thiệu về mình chút xíu đi ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trúc. Em 54 tuổi ạ. Em là giáo viên đã về hưu. Là Trúc sinh năm... Dạ, 1967 ạ. 1967, tức là thua chị 1 tuổi. Vâng ạ, em chào chị. 1966. Dạ. Giờ hiện giờ là Trúc đang ở đâu? Dạ, ở với con em và... Ở quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh ạ. Ở quận Bình Thạnh. Vâng, mình đã về hưu rồi, là bây giờ cái này là mình làm công việc thêm của mình, vâng, đúng không? Ạ. Trời ơi. Chào chị nhà gái nha. Dạ, chào anh Quyền Linh ạ. Dạ. Chắc Linh nhỏ hơn chị, chắc cũng 4-5 tuổi gì đó. Rồi, xin chào anh, giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào anh chú Linh. Dạ. Cô Hồng Vân. Dạ, chào anh. Tên bạn gái bên kia với tên thẻ khán giả, tôi là Nguyễn Văn Luyện. Dạ. Năm nay... sinh năm 1962, năm nay 59 tuổi. Bây giờ xưng nhân hôn khó nha. Thôi xin phép là Quỳnh Linh gọi là anh cho nó trẻ đó nha anh nha. Dạ. Dạ. Anh là có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Tôi thì điểm mạnh thì sống hòa đồng vui vẻ, hay giúp người, công việc nói là làm. Còn điểm yếu thì hay quên. Dạ. Rồi, còn mình. Trúc nói cho anh nghe đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, năng động, thích chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em là thẳng tính. Dạ, dạ. Mình, gia đình mình sao vậy chú à? Đúng rồi, thì mình tôi nói sao? Là tôi có 2 đời vợ. Thì ở một đời vợ trước thì được 1 năm. Dạ. Thì tôi thôi nay là 3 mấy năm rồi. Dạ. Không nói đến vợ sau, thì ở được 2 mấy năm thì bà ấy mất. À, mất ra đây là 8 năm rồi. Ở đây 8 năm rồi. Mình có mấy người con rồi? Tôi có giờ 2 người vợ, là 3 người con. 3 người con, giờ con nhỏ nhất là nhiêu? 27 tuổi. Lớn nhất? Lớn nhất là 36 tuổi. Dạ. Bây giờ là anh ở một mình hay anh ở với các con vậy anh? Con thì nó lấy với chồng nó ở riêng một đứa. Còn một đứa thì nó lấy... Thì tôi ở mình, thằng con trai ở với tôi. Mình ở đâu? Còn, ở quận 11.
Dạ. Còn cái thằng Út 27 tuổi đi nước ngoài này là 5 năm rồi. Rồi, còn về phía mình thì sao hả Trúc? Dạ, em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Và bây giờ là Trúc đang sống với lại con gái. Dạ, đang sống với vợ chồng bé. Ở trong hàng xóm không có ai mà có thể mình họp, mình tìm đến chương trình hả chú? Tôi lại thích cái chương trình, biết sao không? Tìm ngoài cũng có, các bạn tàn là không đâu vào đâu. Cái chương trình này, biết mình muốn đi lấy vợ, người ta cũng muốn lấy chồng thì dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Thích thế thôi, ai đăng ký cho chú vậy? Con gái. Con gái đăng ký hả? Để con qua xem nhà gái nha chú ha. Anh đi xe xương bằng anh cho ảnh trẻ trung chứ sao lại chú. Dạ chào chị. Dạ đó. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Chị Trúc muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào chị Trúc? Dạ anh đó biết chia sẻ, cảm thông, đừng có nhậu nhẹt mà hơi nam tính. Dạ. Ít nam nói tính. Mình cũng hy vọng rằng mình sẽ cùng nhau làm bạn tri kỷ trong năm luôn ha. Vâng, Trúc có sở thích là khiêu vũ. Khiêu vũ hả? Dạ. Anh có khiêu vũ được không? Không. Thì chỉ dạy khiêu vũ. Chờ anh đi nữa mà có quen thật rồi về dạy tôi thì tôi biết khiêu vũ. Đúng rồi. Còn bây giờ thì không biết. Đúng rồi, bây giờ thì anh cứ từ để cho Trúc dạy anh. Giờ hình mẫu của anh muốn bạn tri kỷ trăm năm của mình như thế nào? Tôi thì cứ không có mơ mộng gì cả. Cứ người cứ cao khoảng 1m50 trở lên được rồi. Hả? Bây giờ người coi như là vui vẻ, hai bên gia đình là được rồi. Dạ. Biết gọi là biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài. Đúng rồi. Em nghĩ là Trúc bên đây chắc là cũng phải 80-90% cái điều mà anh bên đây mong muốn. Vâng ạ. Bây giờ hôm nay anh đi với ai vậy? Đi với anh chị hai. Mấy con trai. Mấy một cô chị xui với của anh hai. Có chị xui nữa. Có bạn của con trai luôn. Còn con gái thì nó nhỏ quá đi không được. Rồi bây giờ thôi anh hai nói trước đi. Hôm nay tôi cũng thay mặt cho thành viên trong gia đình gồm 5 người. Và chú Luyện đó thì cũng là một người cha rất mẫu mực và rất chung thủy với vợ con. Và cũng lo cho vợ con cũng như rất là tốt. Yeah. Và đây cũng là con trai của chú Luyện. Đã cũng rất ủng hộ ban chương trình cũng như cô Hồng Vân và chú Huyền Linh sẽ hoạt động tốt hơn. Và tạo cho nhiều những cặp sau này thành vợ chồng đại gia đình hạnh phúc cả nước. Và tôi xin cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Con trai, anh trai. Con trai, con trai nói. Có thể chia sẻ chút xíu với... Con chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Quỳnh. Chào cô ạ. Còn không biết nói gì nữa. Thấy sao? Con thấy cô sao nè? Con thấy cô được, tuyệt vời. Biết thiêu vũ kiểu đó là con khoái lắm. Con mong cô được dẫn ba con đi theo vũ hàng ngày. Cảm ơn con ạ. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì giống trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Nếu mà ba hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc rất nhiều đúng không? Cảm ơn con. Điều gì với ba là con có thể nói với ba một điều. Con mong cô với ba được bấm nút ha. Bấm nút chia sẻ hàng ngày với nhau, người già. Đúng rồi, đồng hành với nhau ha con. Ha. Cảm ơn con. Nhà trai, nhà trai. Bây giờ chị đi với ai vậy? Dạ, đi với cô bạn thân là Bích Vân ạ. Rồi, xin mời cô bạn thân. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hùng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân. Cũng sinh năm 1967, bằng tổ Trúc. Hai đứa học chung hồi nhỏ. Cũng như bạn bè gặp lại thì Trúc kể hoàn cảnh gia đình như vậy đổ vỡ. Thì mình đi tìm chương trình bạn muốn hẹn hò và kết nối với Trúc để tìm mảnh vỡ còn lại cho Trúc. Tại vì hạnh phúc của bạn mình chính là hạnh phúc của mình. Cho nên hôm nay thấy chương trình đã ghép đôi cho anh Luyện với lại bạn mình Thanh Trúc thì mình rất là vui. Mà mình tin chắc rằng một khi ai đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là sẽ dính, sẽ không bao giờ mà tan vỡ nữa. Mình rất là ngưỡng mộ chương trình này. Rồi mình cũng đăng ký luôn đó. Mà mình đang chờ. Vậy hả? Mình cũng đăng ký, mình đang chờ đó. Thì mình tin rằng bạn mình hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi. Thì nói tóm lại thì anh Luyện với chị Thanh Trúc rất là xứng đôi vào lửa. Hai người đã mảnh vỡ thì ghép lại sẽ thành nguyên vẹn thôi. Sẽ sống cuộc đời còn lại rất là hạnh phúc, sẽ bù đắp hết. Chúng tôi vẫn đang đi tìm một nửa manh ghép cho chị nha. Chị đáng chờ thời gian nữa nha. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt. Mở rào. Dạ,
Em chào anh. Lần đầu tiên gặp thầy chẳng quá bông thì lúc nào ông muốn em xinh đẹp như bông này. Dạ em cảm ơn anh. Đấy, đấy, đưa chị cầm, đưa chị cầm giùm. Đó, anh ơi, anh nhận cái bánh nè. Anh coi cái bánh là anh biết con người nè. Em tặng anh cái bánh kem. Dạ, nó có hình trái tim. Ý em muốn trao cho anh một trái tim đầy tình yêu thương của em. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Nay em ở Gò Vấp ở đâu? Dạ, em ở quận Bình Thạnh, cư xá Thành Đa. Thì bây giờ là chương trình này thì chẳng hạn như là anh gì, như em nhìn ban đầu thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chất phác, thật thà, anh cũng nam tính như em thích. Vâng, cảm ơn em. Thì anh thấy em cũng đẹp gái, cũng xinh, thì mình cứ cho nhau cơ hội để bấm nút. Anh không biết nói gì đâu, còn kêu Vũ anh không biết kêu đâu. Để... nói em có thể tập cho anh để hướng đoạn. Dạ, đi em, không em... ít đứa về tập thì được, chứ giờ tập nhưng không giống ai như con sâu kỳ lắm. Không, tao thử đoạn đi, dạ. Chút thử. Anh đồng ý không? Theo lời anh Linh đề nghị anh đồng ý không? Không phải nhập cái con sâu đâu mà. Thử đoạn thôi anh. Nào, thử đoạn đi. Không biết tập. Chạy nó, thử đứng lên đoạn đi nào. Dễ lắm. Xì lô gì đó. Đó ôm tay sao? Dạ đây là xì lô nè anh. Vai à? Đó, rồi. Đó ôm eo chứ, ôm eo chứ. Ôm eo. Đó, đấy, đó. Hả? Đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại, cái nhúng qua nhúng lại thôi à. Theo cái điệu nhạc. Bài gì đó. Hát một bài nào đó xì lô đi hả? À, anh hát tặng cho... Không biết hát luôn. Thôi vậy hả? Vậy... Anh không biết hát luôn hả? Đi hát tặng bài đi. Dạ em có bài thơ Sống của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em xin đọc một vài câu trong bài thơ đó. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Những con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh thấy trong lòng mình nó sao không anh? Thì cũng thấy rung rinh hết rồi. Rung rinh. Anh quá duyên dáng. Bây giờ anh nói, thấy rung rinh hết rồi. Bây giờ hai người bàn đi coi là ví dụ mình bấm nút hẹn hò tới nay mình sẽ tiến tới xa hơn thì mình ở thế nào, ở đâu? Dạ anh ở quận 11 mà đường nào ạ? Đường nào Đông Quỳnh á. Dạ, ở gần Đầm Sen ạ. À, kế Đầm Sen. Thôi mình cho cái cơ hội đi. Rồi lấy nhau thì ví dụ là cái chuyện thì cứ để từ tính. Dạ. Để hai bên cho nó nhão nhuyện hết thì bắt đầu bước nhão tới. Nhão nhuyện là cái gì anh? Đâu, để thơ sâu vô tình yêu nó thâm đạt nhiều. Đúng hơn rồi, rồi bắt đầu đó. Mình mới tính tới. Đúng tính rồi, hiểu tới. Nhau nhiều hơn ha. Bây giờ mà mới đầu như này mình nói là sao nói được. Ê, từ thế này thì mình cứ làm bạn để dựa nhau về nút già ốm yếu thế thôi. Là con đi cha không bằng bà đấy ông. Đấy, con bây giờ biết một mình một người bệnh mà con nó nghỉ làm cũng không được. Thì chỉ có hai người già mà nuôi nhau mới được thôi. Rồi, chị có mong điều gì ở chỗ anh không chị? Dạ em mong là anh sẽ trao cho em một tình yêu và một sự quan tâm hoàn hảo nhất. Rồi, anh sẽ trao. Anh chào nha. Cảm ơn anh. Mà anh ơi, em cảm giác chút nó hơi lãng mạn đó. Cho nên là anh tập thôi, lãng mạn đi. Thì từ từ đi mình bỏ cái lãng mạn. Không, anh phải cập nhật thêm lãng mạn. Anh cùng lãng mạn. Bây giờ trẻ còn lãng mạn còn nhảy nhót. Chứ nói già mà nhảy nhót là té chết á. Dạ không. Nhưng mà thấy anh tặng hoa là em thấy anh lãng mạn rồi đó. Em thấy anh mà tặng đó hoa. Con gái nó mua. Nó mua là tôi chợ đấy có con mua hết cho bà hết. Ví dụ mà không phải gái mua mà nếu anh là người đi mua quà anh sẽ mua cái gì tặng cho Trúc? Thì cũng mua hoa mà không biết đâu hoa gì thôi. Cũng ra người ta bán gì thì mua cái đó. Đúng bây rồi. Giờ hẹn hò đầu tiên anh sẽ hẹn hò chị Trúc ở đâu nè? Bất cứ ở đâu cũng được, không có quan trọng. Sao không rủ đi Vũng Tàu hay đi biển hay đi Đà Lạt rồi cho vui? Thì cái chuyện đấy từ từ. Cái chuyện này từ từ chứ như gấp quá cũng không có được. Tôi thấy chương trình có hai vé phim này tôi là cái đó là ngày đầu tiên mình sẽ gặp hai đi. À, có vé phim hồi đó chương trình hồi đó có vé phim giờ hết rồi phim. Bây giờ có vé kịch Hồng Dân thôi. Còn không là em mời anh cái vé đi xem kịch. Hai anh chị đi xem kịch. Kịch kinh dị đi đặng cho bà sợ. Cái bà hết hồn cái bà ôm anh. Chị Trúc chị thích gì chị nói cho tôi được quá những người ôm thôi à. Đấy à. Anh đi coi kịch kinh dị cho em. Thế là em kêu mấy bạn hùn cái là Trúc hết hồn Trúc ôm anh. Thì mình ôm nãy cái gì đâu. Đấy. Thì Trúc thích gì này nói anh nghe đi. Dạ thích được anh che chở bảo bọc anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Rồi được cái đấy. Cái đó tốt, cái đó là anh dư sức. Bây giờ chắc hai anh chị để tay nút bấm đi. Đúng rồi. Rồi mình quyết định. Chị Vân lo mối này đi chị Vân.
Lo bây giờ là em nhỏ em không dám. Thực sự là tới giờ phút này là không có gì phải lo nữa rồi, bởi vì là anh chị đã tìm ra điểm chung rồi. Em đếm 3 tiếng rồi là hai người. Thứ hai tôi bấm rồi đó. Anh thậm chí tiếng đầu tiên anh bấm cũng được nữa. Một. Đấy, thấy chưa? Hai. Rồi, đó xong. Đó, nắm tay liền. Đấy, bây giờ anh không cần phải xin phép ai cả. Đúng rồi. Và bây giờ anh chỉ cần xin phép Trúc cho anh hôn. Nụ hôn đầu tiên trên má em. Xong. Giờ hôn ngay. Vâng ạ. Đấy. Đây là cặp đôi đầu tiên không cần phải xin phép ai cả. Không phải xin phép ai. Không ai lớn hơn họ để. Đấy. Trúc ơi, chị nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau. Em hôn anh gái đi. Vâng ạ. Đấy. Em xin anh. Đấy. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái này chắc cú rồi. Chắc cú rồi, chắc cú đây. Phải như thế mới được, như đinh đóng cột. Anh chúc anh chị hạnh phúc nha. Đây để em đem bánh kem xuống cho. Bây giờ thì sao nè? Bây giờ ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Thỏa thuận đôi bên. Vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có bị trục xuất. Không thể nào sắp xếp nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi trai. Dạ. Trai, sao có căng thẳng không vậy cưng? Hơi căng thẳng đúng không? Hãy thoải mái lên để cùng trò chuyện với nhau nào. Chia sẻ coi nào, mình tên gì, mình ở đâu nè. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam, em là Phan Thị Thanh Nhàn. Thì em sinh 96, hiện tại 25 tuổi. Mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về... ở bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. Mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok, đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi. Cái nhưng giận mà thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó hả? Giận dạ. Tự quên được, giận chị quên tự lòng mà. Hòa luôn. Ừ, tự lòng hòa luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ thưa cô Hồng Quân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm cho công việc, nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao,
rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à? Dạ. Thôi con hát bài thôi coi, hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui, nói chung hơi buồn. Okay, con chuẩn bị có một bài à cô? Không sao đâu, tại vì con biết sao chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vui một bài hát, bài Bông Hoa Đẹp Nhất à. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. con quên lại rồi. Hơi rung chú. Dạ. Bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Đúng không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi, vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì thức con là chưa đúng không? Dạ, con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng mà, thường là vậy. Thôi giờ có đừng nói con ơi, nói là tao lấy chồng hết luôn à. Dạ có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này á là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ. Không được tự ti nữa nha. Dạ. Và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á, dễ thương, có nụ cười tỏa nắng. Tính tình thì hiền lành á. Hiền lành. Biết lắng nghe chia sẻ á con. Ừ. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết dạ. Sẽ chia tâm sự ha. Dạ. Về ngoại hình á thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào? Dạ. Ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con á thì con thích các bạn nữ á thì là dáng mảnh mai á, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài. Kiểu giống như là anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Dạ. Mảnh khảnh, tóc dài ha. Dạ. Ông chờ nha, hả, tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1 2 3 gặp đi con. Chờ chút. Tỏa. Rất tỏa, thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động. Bên đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng cũng giống vậy. Giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa. Tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á là mình đừng có một dạng mà gia trưởng vũ phu. Về cái tính cách á thì chín chắn xíu. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm. Đúng không? Dạ. Có mẫu hình giống ai coi? Em cũng là một fan girl, em thích nhóm nhạc. Nhóm gì nè? BTS à, gì? Nhóm WANNAONE, mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại WANNAONE. Bên đây là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng. Bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó, tới em cũng có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu, còn đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi, thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Dạ. Thôi hỏi đi với ai đi. Đúng rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Xin cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn thân của con. Cũng bạn thân luôn. Bạn thân đi ghi chép dữ lắm luôn nha.
Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài, đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau. Thứ hai á là hợp tuổi nữa. Và thứ ba là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau. Nhưng mà để tiến tới dài lâu thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi cái gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của bạn nữ. Ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được. Ghê thiệt chứ, chiến lược hết rồi. Có chiến lược, chiến thuật hết trơn rồi, ghê thiệt. Theo có người ghi chép về sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ơi. Được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Mở rào. Tôi xin gửi tặng không? Dạ, để tặng em một món quà. Rồi mở ra đi cưng, dạ, mở ra nào. Món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, rồi. Em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích là ban buổi chiều anh hay đi bộ, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh để mình đi vòng vòng mà mình đếm sức khỏe mình. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, à. Cảm ơn anh. Rồi, còn quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy nốt á. Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. À rồi, dạ. Đúng rồi. Rồi. Rồi, để quà anh đây đi cưng. À, em có nhận xét gì anh nghe từ lần đầu gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm. Kiểu như cũng sống nội tâm á. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À, như vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ. Anh hay kể chuyện, nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết, nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm cô. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài muốn đó. Làm chi em ơi. Dạ, đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó. Hết dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi còn cái này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Ờ, đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng luôn. Giống như bay ngân hàng của ai vậy? Dạ, đây đây, dạ, của em. Nhà nữ nè, đây. Rồi, đây. Rồi, em đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á, thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1, 2, 3 đôi điều coi nè. Dạ, để em đọc cho. Hôm nay, vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn, nhà trai Nguyễn Quốc Việt, thỏa thuận đôi bên vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy. Nếu lỡ một bên say nắng, thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại. Bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen. Rồi để ra đi, dạ. Hồi hai đứa trao đổi. Dạ. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha. Dạ. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó hay sao? Kiểu như mình phải làm đúng mới được hả sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp là được. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích, nãy em chuẩn bị đó tặng cô gái đi.
Dạ. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình đó. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chú? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên bè. Thích bên nào đó rồi ký. Dạ. Bên bè. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn muốn hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. Một. Để đây. Hai. Để tay vô đây. Ba. Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình. Mình nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa. Dạ. Chưa được quyền của bà mối cho. Xin hôn luôn. Rồi lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, con hôn đi. Xin phép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Giữ lấy món quà mà chúng ta đã tặng nhau trong ngày gặp gỡ đầu tiên. Đây là hợp đồng tiền hôn nhân của con. Nhớ nha, làm theo hợp đồng nha. Dạ. Chúc mừng hai đứa. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn đi bên đây. Dạ. Đáng yêu quá. Em cảm ơn chị Hồng Vân. Không có gì em, vui quá ha. Rất là vui. Thực sự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò càng ngày càng chứng tỏ là cái chương trình này càng ngày càng uy tín. Từ những cái bạn mà quá nhỏ, ví dụ như mới 22 tuổi nè, thậm chí là 20 tuổi nè, cho đến những anh chị lớn như vậy vẫn tin tưởng hoàn toàn vào chương trình của mình. Chú kia sao lầm luôn. Đó, hoàn toàn tin tưởng vào chương trình của mình để có thể đến để tìm được một cái nửa yêu thương của mình. Dạ. Mà các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netflix, các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin một lần nữa chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Từ khi đăng ký chương trình cho đến cái phút mà hai đứa bấm nút á, thì chương trình chuẩn bị rất là chu đáo. Từ cái khâu bắt đầu đến kết thúc thì các cô trong ekip làm việc rất là nhiệt tình. Cả MC và đến cuối chương trình còn được quay lại kỷ niệm để
cái ngày vui hôm nay. Gặp được một người như anh ấy thì rất là vui, vì anh ấy là một người rất chân thành, nghĩ sao nói vậy, không có bề ngoài, giống như là đến với nhau bằng tấm lòng. Thì tôi cũng đến chương trình thì đầu tôi cũng hồi hộp, và về sau này tôi thấy chương trình làm ăn cũng rất dễ chịu, rồi tôi cũng gặp được một người bạn tôi rất thương mến, rồi tôi bấm nút rồi cảm ơn chương trình. Đó, đấy, đó, đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại, nhúng qua nhúng lại, nhúng lại thôi dạ, à. Theo cái điệu nhạc đó. Thích được anh che chở bảo bọc, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Em cảm ơn anh là nhờ cái chương trình mà em được gặp anh. Vạn sự thì tùy duyên ạ. À. Thì mong rằng mình sẽ đến được với nhau như mong ước của mọi người. Cảm ơn nha. Hôm nay anh hai cũng xin thay mặt cho gia đình mà coi như cũng họ nhà trai đi. À, thì rất vui. Thì cũng có một cái chương trình hẹn hò mà đã đưa tới gia đình, hai bên gia đình chúng ta gặp nhau. Rồi cũng có hai bên, hai em có cơ hội cũng đến với nhau. Và mong từ hẹn hò hôm nay thì các em phải dành cho nhau, trân trọng là dành cho nhau những cơ hội đẹp tốt nhất, và nếu được là hai bên là đồng ý như thế này và có cái tiến tới hôn nhân, đó là hạnh phúc của gia đình bên anh. Bởi vì chú Luyện thì là một người đàn ông rất mẫu mực, không có là có cái tư tưởng gì mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Từ xưa đến nay thì chăm sóc vợ con đau ốm phải nói là tuyệt vời, có thể hơn anh thì còn thờ ơ, nhưng mà chú Luyện thì rất tốt, cũng nói với em nghe. Nhưng cũng mong muốn cái gì, vợ chồng phải thống nhất một quan điểm. Cái thứ nhất là phải hiểu trên hiểu dưới, rồi mình là người phụ nữ, mình về con mình lớn rồi, như con mình giờ nó cũng hiện đại ấy, nó cũng rất thông cảm cho những bố mẹ, thì cái đó không có ảnh hưởng gì mấy. Chính vì là hai cháu nó đăng ký cho chú và em đây, phải nói là anh cảm động và thấy là các con nó có hiếu, thì anh có đôi lời vậy đó. Thì giờ bên đại diện bên nhà gái. Em xin chào anh Luyện, chúc chọn một cái ngành giáo viên rất là cao cả, mà lại số phận không mang đến mỉm cười cho với chúc, mà phải gãy gánh như vậy mình cảm thấy thương bạn mình quá. Thôi mình đi lên chương trình nè, thì nó rất là huyền diệu, nó thật sự. Nếu mà có chương trình này sớm thì em nghĩ rằng chúc với Vân cũng không gãy gánh đâu. Cái cơ duyên mình gặp nhau thì mình phải mình đến thì mình phải trân trọng mà nắm bắt lấy và tôn trọng, để mà mình vun đắp cái hạnh phúc mà đỡ quãng đời còn lại. Cho nên em nghĩ rằng anh với Trúc sẽ hạnh phúc ở cuối đời cho đến đầu bạc thăng long, em hy vọng là vậy. Ban đầu mình hơi rung á, rồi sau khi xuống thì bây giờ bình thường lại rồi, thoải mái. Chung là mình cũng không có vạch ra hình tượng nó như thế nào á, thì qua thấy khi mở rào ra thấy anh này cũng hiền á, thấy cũng phù hợp với mình 90%. Cảm xúc thì cảm thấy vui thì khi mà trao đổi này nọ thì mình tìm được cái mẫu người mình thích.
còn quan trọng là cái quá trình tìm hiểu này nữa. Thì cũng hơi run. Ưu điểm của em Nhàn đây á là em biết nấu ăn, cũng hòa đồng. Anh nhớ có một cái ý. Nhược điểm thì giống anh. Ê, khuyết điểm thì chắc hơi nhạt xíu. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Tại anh nhớ cái câu đó nhất là cái câu mà nói chuyện hơi nhạt á. Anh thì anh là người chủ động thôi. Cái thời gian của anh, nói chung anh có bằng cái nào thì anh cũng sắp xếp theo bạn nữ. Ví dụ bây giờ hình như là em đâu có làm sau 6 giờ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà bình thường là em về tới nhà là khoảng, bình thường tối về khoảng 6 giờ hơn. 6 giờ hơn đúng không? Thì bắt đầu từ giờ đó là bắt đầu mình ăn uống đi xem phim hay gì đó để mình tìm hiểu nhau hơn, đó là cái giờ đó, bằng buổi chiều thôi. Còn thứ bảy chủ nhật thì anh làm ở công trình, thành ra thứ bảy chủ nhật nhiều ngày, tuần có tuần không. Thì cái tuần nào mà không thì anh cũng mời em đi ăn. Anh định mời em đi ăn những cái quán chay mà anh biết ở Gò Vấp đó, thì rồi xong rồi mình đi uống nước hoặc là ăn những món em thích thôi. Em thì bình thường hay ăn mấy món mà liên quan tới nước, bún, phở rồi thì thích hơn. Đúng rồi, mình rất là thích đi xem phim. Nếu được thì mình chưa xem phim lật mặt được, thì nếu có dịp thì mình có thể mình đi xem phim đó. Mình đồng ý thôi, mình muốn xem phim lật mặt lắm. Còn có chính thức là hai mối tình. Mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm rồi. Lý do chia tay? Xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định. Nhưng mà bạn đó thì chưa có đủ cái yêu cầu đó. Cũng ổn, nhưng mà đối với con thì con muốn nhiều hơn một chút nữa. Rồi, hiểu rồi. Chính thức thì con có một mối tình từ hồi cấp 3 chú. Cũng đâu đó 8 năm. Nhưng mà tại sao mình lại chia tay? Bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên. Xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn, nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay. Dạ, em có hai mối tình ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 2 năm. Lúc đó thì bạn đó học xong rồi muốn về Tây Nguyên lập gia đình nên đã chia tay. Còn mối tình gần đây thì không có thống nhất được cái quan điểm và ý kiến nên... Anh cao một tí. Anh nhìn vào thì thấy cái mặt là thiện chí. Thiện chí hay là thiện cảm? Thiện cảm. Thiện chí khác, thiện cảm khác nha. Dạ. Vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ và biết tôn trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.